À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Tô Tan Qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch huyền thoại của đế quốc này, Tây La Mã. Chiến dịch đã đi vào đến hồi kết khi mà hầu như tất cả lãnh thổ đang thuộc về mình rồi. Thực ra mình cũng không biết là mình có nên đánh thằng Enlut, thằng em Đông La Mã hết sạch không, bởi vì mình thấy ở đây có một cái giải đất như thế này bị đốt cháy. Và rất tuyệt vời, một cái giải đất bị đốt cháy như này thì mình có thể ngăn cách kẻ thù của mình, thằng em của mình với vùng lãnh thổ của nước khác. Mình thấy rất tuyệt vời là đây, thằng này nó luôn quấy rối thằng Đông La Mã ở phía trên này, khiến Đông La Mã phải cử quân liên tục ở phía trên này để phòng thủ. Còn phía dưới này phía dưới này thì mình đang vây lốt cái thành này, và tập này thì mình sẽ đánh tiếp. Thôi rồi, cứ đánh đã. Như là mình tập trước, mình đánh những cái chỗ này thì bắt đầu mình dừng lại. Tốt nhất là đánh tay. Nó có tường thành. Nó có cung thủ mà. Nói chung có tường thành thì mình phải lên cẩn thận. Lính phòng thủ của Đông La Mã rất mạnh, cái đội cung thủ nó mạnh hơn lính cung của mình nhiều. Nói chung các nước ở phương Đông thì đặc điểm chung của nó là kỵ binh và các đội kỵ binh và cung thủ đều có vẻ mạnh hơn các nước phương Tây. Nhưng mà bù lại thì bộ binh thì không mạnh như các nước phương Tây. Thế nào nói chung ấy nhá, chứ còn Đông La Mã thì nó cũng mạnh lắm, nó có cái đội quân vác dìu ấy. Nó là La Mã nhưng nó lại có đội lính vác dìu, thế nó mới hay. Chỗ này chúng ta không tấn công vào được, chúng ta chỉ có duy nhất phá cái tháp canh này và hai cái tháp canh bên cạnh. Thế nó mới khó. Ôi, trận này toàn đội cận vệ thôi à? Quân đoàn này được đấy, chất phết. Đây là một trong những quân đoàn chủ lực của mình từ ngay từ đầu thì phải, thì nó mới có được những đội hình mạnh như này. Rồi, bắn cho anh. Chúng ta không thể tiến sát vào gần được, bởi vì trên chế độ huyền thoại này chúng ta phải quan sát vào mắt thường. Mình thấy vô lý, một thằng kéo cả cả đám đứng chơi. Không đùa được, quân địch vẫn còn là vâng, bắn rất tốt, chia làm hai mũi hai hướng, chỉ đứng ở chỗ cần bắn thì không trúng đó. Đấy là khó hiểu. Vâng, bay rất đẹp nhưng mà không trúng cái mình cần. Bắn rất nhiều viên đạn rồi nhưng chưa phát nào trúng vào cái tháp canh. Thế mới lạ chứ nhỉ? See the flames, their city is ablaze. Tường thành cũng không vỡ. Không hiểu là bắn cái gì. Thank you.
bạn phá sớm một khúc tường thành của nó ra. Bọn này nó bắn kiểu gì nhỉ? Pháo của mình. Không biết bắn không đấy. Nó đùa nhau à? Bắn gần hết cả đạn rồi mà chả thấy được cái tác dụng gì. Uầy, mãi mới được một phát chúng ở đây. Cho mỗi thằng bắn một tháp xem nó liệu nó chuẩn hơn. Và chọn tất cả mọi chỗ nhưng không phải là cái tháp. Bó tay. À, chơi người mình à? Hai phát được 71. Nếu là một phát nữa là sập. Nhưng mà nó bắn mãi không trúng. Chỉ cần hai phát đạn thôi là sập được cái tháp canh này rồi mà. Bắn kiểu này chơi mình. Đấy. Rồi. Được một cái. Good news. Còn một loạt đạn cuối cùng. Chỉ cần hai phát là bị sập cái tháp canh thôi mà nó bắn. Vâng. Không biết nó bắn đi đâu. Phá được đâu. Tháp này không bắn cháy được như tháp của dợ mình bắn cháy được. Lần này chúng ta lại toàn đội cận vệ. Đội cận vệ này thì nó lại không giỏi về tấn công khi di chuyển. Đội cận vệ vào luôn đi. Chịu một tí sát thương. Thu vong. Bên ngay còn cái tháp canh này bắn lốt. Mấy khẩu pháo của mình trận này bắn nó ngẩn kinh khủng luôn. Chưa bao giờ bắn tệ hại nữa. Có khi dùng điệp viên để phá thành của nó còn tốt hơn. Đây rồi, vào đi. Mất khá quân kìa. Hai cái tháp canh quắn. May mà còn hạ được một chiếc.
tràn ra trước. Chỗ này bánh này căng rồi. Quân thương vong cũng phải gọi là hơi bị lớn đấy. Tạm kỹ cho gói bắn điểm trợ ngay. Đấy, đội cận vệ tiến vào rồi. Đội cận vệ thì không cần hợp tình hình đâu. Enemy troops have reached the walls. Nó đang chạy à? Chạy. Bọn này thì không xông ra này. Nó thì làm mồi cho tên của mình bắn. Xông vào đây. Mặc thế này. Bỏ chạy à? Vào đây. Không cần phải lập đội hình, xông thẳng vào cho anh. Đội cận vệ xoắn đúng không? Ủa ôi, chắc cái tên viên đứng ở cái khiên không chết à? Ai chả là bắn tên đã rát chết nhỉ? Anh em cứ tiến thẳng vào cho anh. Vệ tiến đấy, ôi đội này ôi nó bắn tên giáp thế nhỉ. Rớm thật. Chỉ có đội cận vệ này có vẻ lì. Chỉ có mấy thằng cung tên bắn chết hết mấy cung tên. Kệ cho sao bạn. Rồi. Mày mấy thằng cung tên, mấy thằng cung tên cũng rủ.
Ngã đây cho anh. Xong à? Mấy thằng cung tên này cũng bắn rát. Xong à? Bỏ chạy. Canh à? Kệ nữa. Có đội cận vệ là có vẻ lì nhất kìa, không có mất máu mấy, mất quân mấy. Ôi, tháp canh nó bắn khắp nơi này à? Giải quyết nhanh thằng tướng của nó đi, để kết thúc trận đánh. Rồi, xong rồi. Rồi. Ôi dồi ôi, tường thành gì mà cao thế. Xây tường thành gì mà cao thế. Phạm vi tấn công tầm xa cho lính cung. À, tỷ lệ nghiên cứu phát triển cho quân sự chiếm đóng. Ô, cái vùng này nếu mà phát triển lính cung tên là rất tuyệt này. Nó sẽ cộng thêm 5% tầm xa của cung thủ. Ô, tuyệt thế nhỉ. Nếu anh em mà chơi ở đất này là đất của thằng Sassanid chứ nhỉ. Cái này đất của, đúng không? Nếu chơi Sassanid thì phải mua quân cung ở đây à? Ờ, hay rồi. Hai tỉnh nữa. Cố lên anh em, hoàn thành nhiệm vụ rồi. Rồi, qua lượt đã hết tiền rồi. Đúng là hết tiền rồi. Đô đốc rồi. Phục tùng Đông La Mã đã bị tiêu diệt. Long Bè này chưa thấy nó cử quân đi đánh nhau nhỉ? À đây rồi, quân đoàn đầu tiên của Long Bè tiến xuống phía nam. Anh Long Bè. Đang đếm ngày hoàn thành chiến dịch. À, sao nó lại có một cái đội quân đoàn phun ở cái đất này được nhỉ? Nó chạy đi đâu mà nó lại chui được ra đấy, có một cái vùng đất ở đấy nhỉ? Quân đi khai. Đế quốc Đông La Mã lại sinh con ngoài giá thú. Rất giỏi đẻ hoang. Thằng này ở đâu chui ra đây? Trước tiên là mình sẽ phải vây nó lại để cho nó khỏi di chuyển đấy. Nếu nó ngon thì nó có việc đánh mình. Let the
them cower like kennel dogs. Đây là một cái thành thành nhỏ. Besieging the settlement. Vây nó lại. Let them cower like kennel dogs. Để cho nó không di chuyển nữa. Thanh niên này cho thuyền ở đây để loàng hoàng lên đất của anh à? Không dễ về đâu cưng. Chỗ này có tuyết rơi. Lên đây đã. Xem đất của Đông La Mã ở trên này thế nào. Quân đoàn này cũng khá đấy. Đùa được đâu. Đây thì nó làm gì còn quân nữa đâu nhỉ? Nhưng mà nó vẫn có thể tiến xuống được. I will speak with them. I have succeeded. At your service. The Lord honors his servants. I am a shadow. My blade is quite convincing. I have taken a wound. Thất bại chí mạng. Đá nào. Phát triển đá nào. Thiếu lương thực trầm trọng quá. Chỗ này có nhà thờ chứ. Chưa có nhà thờ. Đánh thành này. Đã có tuyết rơi. Đánh đi di chuyển quân là mình mất quân này. Đánh vào đây. Úi dồi ôi. Áp sát lãnh thổ nó đến tận từ dưới này rồi, trên này rồi cả. Đang có tuyết rơi. Tha cho mày một lượt nhé. Hỏi chả cần gì phát triển trên này làm gì. Trên này nói chung là không có nhiều cái phải phát triển. Vùng này chị An tăng trở lại rồi. Ôi. Vâng, cái nhà thờ lên phát mà nuột ngay cái gì đâu. Còn vùng nào nữa. Vùng này à. Rồi. Ready for battle. Vây nó lại. Ồ. Đúng rồi, đưa quân xuống đây. Much blood has been spilt. I suggest that we agree terms to staunch the flow on both sides. 10,000 để hòa bình. Thật khó có thể hòa bình khi mà mày đã dám tuyên chiến với anh. Thôi được rồi, nhưng mà anh có chút nhân từ, anh sẽ chiến đủ 40 số thành theo nhiệm vụ rồi chúng ta sẽ lại là anh em. Ai chả trên biển nó vẫn mạnh lắm. Trên biển nó vẫn mạnh lắm.
Lại sinh con ngoài ra thú. Cuộc nổi loạn sắp diễn ra. Đánh quân sự để nghiên cứu hết rồi đâu. Ghê. Chiếm thành nào. Hay rồi. Đánh kiểu này đỡ bị quân tiếp viện. Ồ, chạy à? We cannot do that. None will escape. Cũng có quân tiếp viện. Let them cower like kennel dogs. Vẫn có quân tiếp viện vào. At your command. To victory. 4 lượt à? Nó toàn pháo. None will escape. Toàn pháo nó không ăn được. Ready for orders. Đang mùa đông đâu. Không có quân đồn trú à? Không có quân đồn trú này. We take this settlement. Giải quyết nhanh ông em này phát. Rồi vùng này anh đang cần kiểm soát toàn bộ. Mình kiểm soát được một thành rồi, kiểm soát thêm cái thành này và cái thành đốt bị đốt cháy nữa nhỉ. Nào ổn. Sửa cái nhà thờ đi đã. Rồi. Ở đây có những cái công trình tốt phết đấy. Nhưng không có công trình về vệ sinh dịch tễ. Công trình vệ sinh dịch tễ. Hạm đội xuống đây xem nào. We hunger for battle. Đến thời gian trôi, ôi nó kéo hết quân về đây. Thế mà cũng không dám ăn thằng này của mình. At your command. Rồi. Tỉnh cuối cùng. Tôi đã gọi để anh chiếm lốt cái tỉnh này xong anh em mình lại là chúng ta lại là anh em nhé. Let them cower like kennel dogs. Lốt tỉnh này chúng ta sẽ lại là anh em. Và một tỉnh nữa. Một. Lốt tỉnh này chúng ta sẽ lại là anh em. Chà, tỉnh này đẹp vãi nhỉ. Ồ, nó có cầu thang để đi vào. Ơ, nó là một cái hòn đảo á. Ồ, vãi cả hòn đảo. Có hai lối vào, có hai cái tháp canh. Không biết lắm đâu, nhưng mà đảo như này thì thú vị đấy. Nó là một cái hòn đảo. Battle
ngoài tướng này tướng cấp cao. Chúng ta lại đánh một cái hòn đảo này à? Cái thanh này của nó lại đánh cái hòn đảo. Rồi phá tháp canh cho anh nhé. Bắn bọn ngựa này. Tháp canh thì chắc là chưa tấn công của mình. Mà không phá tháp canh thì kiểu gì mình cũng phải phá nó mà nhỉ. Úi dồi ôi, chết cơ số. Cháy rừng, nó không di chuyển lại, tiếp tục chết tiếp này. Cháy 42%. The enemy approaches. Quân địch đang tiếp cận à? Tới đi. Cháy 100% rồi thôi. Lã mấy con ngựa cho anh. The enemy tower is no more than wreckage now. Horse archers! Keep your distance! Ngon đi vào đi. We're being ambushed! Sure. Bắn vào mấy con ngựa này cơ mà. Bọn mày bắn đi đâu ấy? Tháp canh nó hỏng rồi đúng không? Tiến lên đi. À, chuyển sang đội hình này, tiến lên được. Dạ kỵ sẵn sàng bắn điểm trợ nhá. Bắn cháy rừng luôn cho anh. Mấy con ngựa này điên à? Ôi, hồn vãi nhỉ? Được. Phái ăn quy của mình à? Thôi kệ nó. Bắn đạn phá giáp đi. Ngựa kỵ bên cuối cùng của nó chết rồi. Được. Được. Hồn. Thông minh lắm. Thông minh lắm. Nắm dụ anh bắn phá con anh à? Dễ ăn được tới đâu. Ai bọn cầm giáo đang tiến vào này. Đúng rồi, đã dây tên vào lưng nó. Strike one!
hit and run đi, không sợ nó. Lấp ở trong rừng cây à? Còn vài thằng gớm thật. Còn có vài thằng đấy mà gớm ghê. Chưa chịu chết à? Thằng cung thủ của chúng nó lại chạy vòng sang bên kia. Ngựa ra đây. Ui xời ơi, sao mà phải ngán nữa. Tất cả xông lên. Thiết lập đánh giáo xong rồi. Chiếm được cái tỉnh này nữa là chúng ta hoàn thành. Ô, cái thành này nếu mà cho mình phòng thủ thì phải nói là bao sướng luôn đấy. Đứng chắn ở hai cái cầu này thôi, không phải đi đâu cả. Nếu mà đứng ở đây thì cung thủ nó muốn bắn được thì nó phải đứng sát vào đây này. Đấy. Mà bạn đứng đây. Ví dụ như chỗ này cái lối vào chỉ vào tận đây mới bắn được đúng không? Ồ, như thế thì đứng phòng thủ trận này thì phải nói là bao đẹp. Hay đấy nhở, người ta đứng phòng thủ ở cái thành này tuyệt đấy. Sao lại có cái thành tốt thế nhở? Và sau tất cả đại thắng thần thánh Veni, Vidi, Vici, câu nói nổi tiếng của Julius Caesar. Vâng, và chúng ta đã hoàn thành cái chiến dịch này ở mức độ đại thắng thần thánh và một chiến dịch huyền thoại. Độ khó huyền thoại thì đây là một cái điều khá là kỳ tích rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ, nhìn qua lại một lượt chiến dịch của chúng ta đã. Và bây giờ thì mọi thứ là... Nói chung thì... Nó xây nhiều nhà lính ghê nhỉ? Đây, chúng ta đã hoàn thành tất cả các chiến dịch trong bản này rồi. Đây, tất cả đều đánh dấu vẩy, như vậy là chúng ta đã hoàn thành. Thôi sau tất cả chúng ta lại là anh em nhé. Cả map bây giờ còn ai nữa đâu, quân Ly Khai. Hòa bình, tạo chính phủ bù nhìn không chịu. Hiệp ước không xâm lược. Thôi sau tất cả chúng ta lại là anh em. Rồi. Đế quốc Đông La Mã. Come then, speak. The people will consider what I hear, but you must speak without delay. Và sau tất cả chúng ta lại là anh em. Trên map bây giờ còn có thằng nào nữa đâu? Chỉ có đồng minh của mình và mấy thằng này thôi. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái chiến dịch của mình. Và đây có lẽ là một trong những cái chiến dịch có thể nói là
dài và phức tạp nhất mà mình đã từng chơi. Và đến tính đến giờ phút này thì nói chung là chúng ta đã hòa bình rồi. Non sông đã thu về một mối. Và Đông La Mã thực tế là cũng đã phải cúi đầu trước chúng ta rồi. Đây, lãnh thổ mình đã chiếm được đến cái vùng như thế này là giáp với cái tất cả các cái vùng đất phía trên này của Đông La Mã đã bị tách rời rồi. Chỉ còn mỗi một cái hai cái vùng này thì gần như không có quân, mình đang vây mình định đánh mà thôi rồi. Hoàn thành chiến dịch rồi, chúng ta cũng không cần phải đánh nhau thêm làm gì. Đây, mình đã kiểm soát được lãnh thổ ở đây rồi. Vâng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái chiến dịch tiếp theo của mình.